Cũng có xẹp anh em ơi, không phải đứng không ha. Nói chung chạy đắt xẹp này là cái xa phải bư phải nhanh các bạn. Chạy nó mau. Cái xa của con 70 này bư dữ lắm các bạn ơi. Đây là YH850 Yokohama Yang Ma 82. Tài xế này chạy dữ 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 lắm nha anh em, đúng rồi, chạy rồi đã liền luôn. Tốc độ thì con này cũng ná ná với 93 các bạn ơi, tốc độ này ghê lắm nha. Con bà kia nữa các bạn, bữa hôm qua mình quay cũng 93 chạy bánh chính. Cặp xích 105 một bánh 100 mà một bánh 93 nó ghê chứ anh em. Thì xích 93 là 58 nha anh em. Có lúc trước mình có nói 56 anh em học cảm ha. Tại vì con số nó đợi vậy mà anh đủ thì chủ máy nói 58, 58 mà 5 thật chữ các bạn. Rồi. Con này xài cũng kỹ còn mới chát các bạn ơi. Đang vô nghe anh em. Hai máy các bạn ơi. Chị còn thấy còn 70 hơn sao làm quá làm nghe anh em. Đồng này thì đa số là 70 các bạn. Đồng này 70 nhiều lắm nha, 70 G, 70 Thái, 70 Lút, New Silver. 70 Việt luôn anh em, rất là nhiều. Đồng này 70 rất là nhiều các bạn. Đây hai anh này là chỉ chung hai dòng máy. Hai ông dòng máy hình thành nhất Việt Nam. Kuta và Yangma. Đó. Xích 54 con trước là xích 54, năm tắc binh bự binh nhỏ, ở sau 53 cũng năm tắc nhưng mà đều hơn. Thì cái này là nói là đủ đứng là chạy tốc độ ghê lắm nha anh em. Động cơ
nó dư lực các bạn, tại nó 82 mã lực nữa anh em, mà chạy hàm như hàng 70 thôi, 70 thì chỉ có 69 mã lực thôi, nhưng mà chạy hàm này 70 thì chỉnh dầu lên thì chạy cũng không có vừa máy các bạn ơi. Rồi 70 nhìn gọn hơn ha, nhỏ nhắn rồi nè, nhỏ nhắn xinh xắn. Rồi 82 thì nhìn ảnh bự sát lên, chạy rất là ghê ha, 82 chạy rất là ghê chứ không giỡn nha mọi người. Đó, đó lắm, dữ lắm. Quá dữ nha các bạn, tuyệt vời lắm.